Hàng triệu người trên khắp thế giới thích thú khi xem một cầu thủ bóng đá dừng lại bất chợt và quay sang hướng khác với quả bóng. Chúng ta thích xem một cầu thủ bóng rổ hoặc bóng đá thực hiện cú cắt bóng nhanh chóng, khiến hậu vệ ngã xuống đất, một diễn viên nhào lộn có thể. Xoay vòng một chiều rồi lại xoay vòng khác, trong chưa đầy một giây khiến chúng ta bị mê hoặc ấn tượng như những chiêu điêu luyện này, các thao tác trên không của những con rơi. Khiến những vận động viên vĩ đại nhất thế giới trông chỉ ở mức trung bình. Rơi khá độc đáo là loài động vật có vú biết bay duy nhất trên trái Tuy đất thuộc vào loài nhiều con rơi trông giống loài gặm nhấm có cánh đôi cánh thực sự rất ngầu cánh tay và những ngón tay dài xương sầu của rơi được bao phủ bởi một lớp màng mỏng làm từ cơ bắp bàn tay của chúng được gắn vào đôi cánh điều đó thật tuyệt phải không trong khi cánh của loài chim khá cứng thì loài rơi có thể một cách dễ dàng và nhanh chóng thay đổi hình dạng đôi cánh của chúng chỉ đơn giản bằng cách di chuyển những ngón tay linh hoạt đôi cánh có thể uốn cong của rơi được thiết kế đặc biệt cho phép điều mà hai nhà khoa học cách chuyển hóa động nhận phức tạp là... của mỗi lần đập cánh về tốc độ bay tổng thể vị trí cơ thể và góc tấn công các nhà tiến hóa đã nghiên cứu kỹ lưỡng về cách bay của loài rơi trong nhiều năm thừa nhận rằng cánh rơi được khớp nối ở mức độ cao với hơn hai chục khớp độc lập và một lớp màng mỏng linh hoạt bao phủ chúng Chim và côn trùng có thể gấp và xoay cánh trong khi bay. Nhưng rơi có nhiều lựa chọn hơn. Làn da linh hoạt của chúng có thể đón được không khí và tạo lực nâng hoặc lực giảm theo nhiều cách khác nhau. Tính linh hoạt phi thường của cánh cũng cho phép nó thực hiện cú xoay 180 độ trong khoảng cách chưa đến nửa sải cánh. Rơi cần phải rất nhanh nhẹn trong không khí, vì hầu hết chúng, khoảng 70% Ăn côn trùng bay bao gồm cả những con muỗi phiền phức. Để rơi bắt những con muỗi nhỏ từ không khí loãng, chúng cần có khả năng lao hết hướng này đến hướng khác trong chớp bắt. Và, như bạn có thể biết, rơi ngủ lộn ngược thường treo mình trên trần nhà và hang động cao. Làm thế nào con rơi bay từ thẳng hướng lên sang tư thế đứng yên lộn ngược? Chỉ trong một phần giây, chúng thực sự lộn nhào giữa chuyến bay giống như một nghệ sĩ nhào lộn tài năng và nhanh chóng gắn móng vuốt dưới của chúng vào trần hang đá. Một người đam mê rơi đã mô tả tư thế bay lên đậu này giống như đang biểu diễn. Lao ngược về phía sau, như đảo ngược toàn bộ quá trình. Tuyệt vời, có lẽ ấn tượng nhất về loài rơi. Đặc biệt là loài rơi mà các nhà khoa học gọi là rơi siêu nhỏ. Đó là chúng di chuyển trong không khí và săn con mồi vào ban đêm bằng hệ thống thính giác tuyệt vời của chúng nhưng chúng không chỉ lắng nghe con mồi chúng sử dụng một hệ thống dẫn đường tích hợp đặc biệt được gọi là siêu âm sinh học hay phổ biến hơn định vị bằng tiếng vang rơi siêu nhỏ loài sống về đêm ngủ vào ban ngày và săn mồi vào ban đêm mặc dù rơi có thị lực tốt nhưng để nhìn được trong bóng tối hoàn toàn như trong hang động là khá khó khăn và đơn giản là không thể do đó loài rơi nhỏ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng định vị bằng tiếng vang tuyệt vời được tích hợp sẵn của chúng cho phép chúng vạch ra môi trường xung quanh trong não bằng những tiếng vang mà chúng nghe thấy những con rơi này di chuyển cho bóng tối và định vị mọi thứ thậm chí cả côn trùng bay bằng cách tạo ra các sóng âm thanh cao vượt quá khả năng nghe của con người phát ra khỏi con rơi và sau đó va vào thứ gì đó dù là một bức tường một con côn trùng hay một miếng trái cây và sau đó bật trở sau lại đó, con rơi nó sử dụng đôi tai được thiết kế hoàn hảo của nó thường là đôi tai to để nghe được cả những tiếng vang nhỏ nhất nhân tiện rơi có thể tạo ra nhiều âm thanh khác nhau mà mọi người có thể nghe thấy chẳng hạn như khi chúng thất vọng hoặc hào hứng nhưng những âm thanh siêu âm được tạo ra để định vị mọi thứ bằng tiếng vang có tần số cao đến mức con người không thể nghe được dựa vào tiếng vang con rơi có thể xác định được đủ thứ chỉ trong một phần dây nó có thể phát hiện chính xác kích thước hình dạng và thậm chí cả kết cấu của vật thể tai của rơi âm thanh siêu âm mà nó tạo ra và khả năng cảm nhận tiếng vang của nó được thiết kế tốt và hiệu quả đến mức một con rơi có thể xác định một vật nào đó cách bao xa liệu thứ gì đó có đang chuyển động không và nếu có thì nó sẽ đi theo hướng nào rơi siêu nhỏ có thể sử dụng khả năng định vị bằng tiếng vang để phát hiện và ăn côn trùng nhỏ và nhẹ như mũi bắt chúng ra ngay trong không trung chúng có thể phát hiện bắt giữ và ăn hàng nghìn con côn trùng nhỏ mỗi đêm vậy chúng ta nên cảm ơn ai vì những con vật nhà lộn bay cao có khả năng siêu âm sinh học tích hợp này ai nhận được công lao khi thiết kế một con vật giúp con người rất nhiều trong việc kiểm soát sâu bệnh cũng như thụ phấn cho hàng trăm loài thực vật khác nhau nhiều trong số đó tạo ra trái cây mà chúng ta ăn bao gồm chuối bơ và xoài tóm lại rơi đến từ đâu mặc dù những người theo thuyết tiến hóa vô thần cho rằng loài rơi đã tiến hóa từ loài động vật có vú không biết bay hàng triệu năm trước họ thừa nhận rằng lưu trữ hóa thạch không có dữ liệu nào về quá trình tiến hóa của loài rơi trên thực tế rơi chỉ xuất hiện trong lưu trữ hóa thạch với tên gọi là những con rơi một nhà tiến hóa đã viết cách đây vài năm để sử dụng trong việc tìm hiểu sự tiến hóa của động vật có xương sống bay ghi chép ban đầu về loài rơi thật đáng thất vọng những đại diện nguyên thủy nhất hoặc sớm nhất của chúng đã biến đổi hoàn toàn thành những kẻ bay tài giỏi. một nhà tiến hóa khác đã viết, sự tiến hóa của loài rơi là một điều bí ẩn vì trước đây không có loài rơi nào cả. và rồi đột nhiên hóa thạch rơi được phát hiện trên khắp thế giới. ông tiếp tục nói, không có loài tiền rơi chuyển tiếp, tức là hóa thạch trung gian, của một sinh vật trên cạn và một sinh vật bay nào được phát hiện, không những không có dấu vết tiến hóa của loài rơi trong lưu trữ hóa thạch mà thiết kế phức tạp đầy đủ chức năng của con rơi đòi hỏi một nhà thiết kế thông minh làm sao một con vật xuất sắc như rơi có thể tồn tại nếu không có một kỹ sư tài giỏi nếu không có nhà thiết kế thông minh nào tạo cho con rơi đầu tiên kỹ năng bay đáng kinh ngạc đầy đủ chức năng khả năng tạo ra âm thanh siêu âm hệ thống thính giác cực kỳ nhạy cảm và khả năng định hướng tổng thể của nó. Vậy thì làm thế nào mà con rơi đầu tiên có được tất cả những kỹ năng chức năng phức tạp này? Phải chăng sự tiến hóa ngẫu nhiên đã tạo ra loài rơi một cách kỳ diệu? Và khả năng tuyệt vời của chúng nếu không có người làm phép lạ? Trên thực tế, thiết kế phức tạp của con rơi đòi hỏi một nhà thiết kế xuất sắc.